Rồi bấm vô đây. Bấm vô đây. Xong rồi chọn cái phần đây, Generation of Conclusion Model. Rồi bấm vô. Đó. Nó không hiện ra cái gì hết nè. Đó, ví dụ nè, Number of winning 1 là không sao hết nha. Quan trọng là cái error đó, cái error mà nó lớn hơn 1, nó không phải là số 0 á thì mới là vấn đề. Còn mà nếu winning thì không sao hết nha, vẫn ổn, vẫn đang trong tầm kiểm soát. Rồi, ok. Có bạn nào hiện lỗi không? Bạn nào hiện lỗi không? Rồi, không hiện lỗi hết đúng không? Thì lỗi nó sẽ xuất hiện khi nào? Một, khai báo sai vật liệu. Hai, sơ đồ tính bên Revit bị sai. Rồi, ok, thì nó sẽ xuất hiện lỗi. Còn cái sơ đồ tính bên Revit là mình đã sửa rồi. Các bạn nên thực hành. Tại vì là cái sơ đồ tính là cái khó nhất chứ không phải là cái mấy cái thao tác bên này đâu. Rồi tiếp theo sẽ là gắn tải trọng. Gắn tải trọng, giờ mình hỏi các bạn một câu nha. Vậy giờ mình sẽ gắn lên đâu? Của sàn gắn lên sàn, của dầm gắn lên dầm, rồi của cột gắn lên cột à, hay sao? Bạn này trả lời thử. Gắn tải Em nghĩ là tải thì tải trọng bản thân đó thì nó có sẵn rồi. Còn nếu mà gắn thì có thể là gắn thêm tải gió. không, để đang nói là một cái ấy thôi, một cái sàn này thôi, một cái tầng này thôi chứ quên. Thì giờ mình gắn tải, mình sẽ gắn tải như thế nào? Còn tải gió là khi mình full công trình, nổi tí nữa anh chị xong. Dạ vậy em nghĩ là tự nó có rồi. Rồi, cảm ơn Khoa nha. Rồi, gắn tải cho công trình đó, công trình nó sẽ chia làm tĩnh tải và hoạt tải. Rồi, tĩnh tải và hoạt tải, giờ nói tĩnh tải chứ. Tĩnh tải nó sẽ chia thành tải trọng bản thân và lớp tải của những cấu. Tải trọng bản thân là sao? Tức là giờ đang nói kết cấu nha. Tải trọng bản thân sẽ là tải của bê tông cốt thép ạ. Và tải trọng bản thân, và một loại tải nữa đó là tải của lớp hoàn thiện. Gọi là tĩnh tải. Cứ các bạn cứ tưởng là trong một công trình cái gì mà cố định, nó bất di bất dịch đó, thì sẽ gọi là tĩnh tải. Thì tĩnh tải nó sẽ được hiểu là những cái là không có di chuyển được và luôn cố định. Vậy thì đó, tĩnh tải sẽ là tải trọng bản thân và lớp tải hoàn thiện nha, các bạn nhớ nha. Rồi, vậy thì tường gạch nó cũng là một dạng tĩnh tải. Tường gạch nó cũng là một dạng tĩnh tải. Rồi, thì khi mà mình gắn tải á, thì mình sẽ chọn có nhiều dạng gắn tải. Một á là chọn dạng phân bố đều. Và các bạn lưu ý nha, tải trọng chỉ gắn một mình lên sàn và từ sàn truyền xuống, chứ không có chuyện là gắn trên sàn xong rồi gắn trên dầm xong rồi gắn trên cột đâu nha. Chỉ gắn duy nhất một mình lên sàn, tải trọng nha, kể cả tĩnh tải và hoạt tải luôn đều gắn trên sàn, gắn từ sàn truyền xuống, chứ nó không không phải là gắn vô dầm, gắn vô cột, gắn vô vách đâu. Nó sẽ từ sàn truyền xuống, nên tất cả loại tải sẽ gắn vô sàn. Tuy nhiên có một số trường hợp là mình sẽ gắn vô dầm. Khi nào? Khi mà trên cái dầm đó nó có cái tường gạch đó, trên cái dầm đó mà nó có cái tường gạch thì mình sẽ gắn lên dầm. Còn trường hợp còn lại á, tất cả đều gắn lên sàn hết nha, đều gắn lên sàn hết. Rồi, ok, thì giờ mình sẽ chỉ các bạn gắn tải. Giờ đầu tiên mình sẽ gắn tĩnh tải trước. Rồi các bạn bấm vô đây nè, bấm vô đây cái chỗ nè, rồi sổ xuống chọn deadline trước. Ở trong cái view nhìn của mình mà nó hiển thị tải nào á thì mình sẽ gắn vô cái tải đó nha. Rồi để gắn tải là mình chỉnh qua deadline trước, mình bấm vô bên này. Load definition. Load definition. Rồi. Tiếp theo là member. Rồi các bạn bấm vô member này. Surface này. Đó. Giờ node là sao? Thì như cái bài đầu mình hướng dẫn á,
khi mà một một cấu kiện nó sẽ được tạo thành bởi một hoặc nhiều cái nốt. Nốt là cái chấm á. Ví dụ như cái cột nó sẽ được tạo bởi hai cái nốt, cái dầm tạo hai cái nốt đúng không, cái sàn sẽ tạo được bằng nhiều cái nốt, có thể là ba cái nốt, bốn cái nốt, năm cái nốt, năm cái nốt đều được. Vậy thì khi mình gắn tải vô đâu, mình gắn tải phân bố đều thì mình sẽ chọn surface nha, surface. Và chọn cái dạng này, chọn cái dạng này. Rồi mình sẽ gắn nó theo phương gì, phương z. Thì cái giá trị á mình sẽ chọn là âm 3. Rồi còn con số cụ thể bao nhiêu á là sẽ do mình, do tiêu chuẩn và do mình tính toán nha. Cái đây là âm 3 là mình nhập vậy thôi á, chứ thật ra con số bao nhiêu là các bạn phải nhập đúng. Ví dụ như âm 2,8 mấy, 2,7 mấy hay sao, hay 3,5 gì đó, các bạn nhớ đang gắn tỉnh táo nha. Rồi S. Rồi vậy thì mình sẽ gắn vô đâu, mình gắn vô cái sàn đúng không, mình sẽ gắn vô cái sàn. Rồi mình sẽ cầm con chuột vô nè, R vô cái sàn, R vô cái sàn đó. Các bạn thấy cái sàn sáng lên không đó, thấy cái sàn sáng lên, nhấp vô. Rồi ok xong. Rồi đó là cách một, cách một gắn tải nha. Rồi cần chữ ghé lại. Rồi chưa gắn tải nè, mình sẽ sao, chưa gắn tải bấm close trước đi. Rồi mình bấm lại load definition nè, bấm surface nè. Mình sẽ chọn cái sàn trước đó, mình chọn cái sàn trước đó, chọn cái sàn trước, chọn cái sàn trước, không phải gắn tải luôn. Rồi 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 từ từ. Rồi mình lựa chọn đây này, Surface này, cuộc sống nó là âm ba. Chung là các bạn bấm vô chỗ chỗ đây nè, bấm vô cái Load Definition, xong bấm vô cái chỗ cái ô này, Surface trước, bấm vô Apply Tool. Bảo apply tool tức là xem một cái là mình chọn tải trước, xong mình chọn cấu kiện, thì giờ mình chọn cấu kiện trước rồi xong mình chọn tải thôi. Rồi bấm vô đây, xong bấm S, rồi chọn apply đó. Khi nào mà các bạn thấy có cái dấu gạch gạch này giống xuống á, là đã gắn rồi nha, đó thấy chưa, đã gắn rồi. Rồi rồi giờ mình nhìn á, giờ mình thấy kiểu nó có cái lưới chia mét rồi, nó nhìn khó chịu quá, mình sẽ tắt cái mét đó đi, xuống dưới đây nè, tắt cái lưới đi đó, bấm cái chỗ này calculation mode này đó, bấm như là tắt cái mét đi. Rồi ok mình, rồi còn nếu các bạn muốn coi mình đã gắn vô cái tải nào rồi á thì mình bấm vô chỗ này last symbol này đó, ngay bên cạnh đó, đó last symbol đó, các bạn thấy cái màu đỏ không, là đã gắn vô rồi. Rồi tắt cái last symbol đi thì nó sẽ không hiện nữa, còn muốn coi đã gắn chưa thì nó sẽ hiện đó. Và muốn coi giá trị bao nhiêu thì ở phía bên phải đây đó, thì mình sẽ gắn một lần là âm một 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 lực là âm 3. Rồi ok, rồi tiếp theo sao, tiếp theo là mình sẽ chọn hoạt tải, line load và chọn load definition, rồi vô surface chọn cái này. Rồi bấm vô đây, các bạn phải chọn cái line load nha, chuyển qua line load để cái nào thì nó mới hiểu là gắn theo cái đó. Rồi chọn, rồi xong bấm vô đây âm 3, ok apply. Rồi cái line load này á thì sẽ do luật quy định, tùy theo chức năng, của không gian đó mà nó sẽ được gắn một cái giá trị tải khác nhau nha. Ví dụ không gian ABC, không gian văn phòng thì hoạt tải là bao nhiêu đó, không gian vệ sinh thì hoạt tải bao nhiêu đó đó, thì tùy theo mỗi không gian thì mình sẽ gắn cái tải khác nhau. Rồi ở đây các bạn coi này, ở đây nó có hai cái sàn, ở đây hai cái sàn, để cho chắc ăn nha, mình quay lại cái deadline nè. Rồi giờ có một cách nào để mình chọn hết tất cả cái sàn không? Rồi có, bấm vô edit nè, bấm vô edit chọn select, đó nó sẽ ra cái bảng này. Rồi các bạn bấm sổ cái nốt xuống, chọn là panel
panel là tấm. Rồi thì hai cái sàn này, hai cái tiết diện này bấm vô đây xong lôi lên hết, lôi lên hết đúng không? Đó tức là mình đang select, bảng này là bảng select thì mình sẽ select bằng bảng rồi bấm vô cái chỗ load definition gắn lại surface, cái này gắn lại âm ba apply. Rồi cái này mà lỡ âm ba rồi thì nó sẽ âm ba luôn chứ không có chuyện gắn hai ba lần nó lên âm sáu nha. Rồi tương tự như vậy chỉnh qua live load, rồi chỉnh qua live load cũng gắn y chang vậy âm ba. Rồi xong, rồi gắn xong tỉnh tả và hạt tải mình sẽ tổ hợp tải trọng. Tổ hợp tải trọng cái này bấm vô load nè, load nè automatic combination. Trong Revit nó có chức năng này khá hay, là tổ hợp tải trọng theo tiêu chuẩn nha. Rồi xong rồi chọn full full automatic combination xong bấm vô more nè, bấm vô more mình sẽ bỏ cái ACC và file đi. Tức là mình chỉ tính hai dạng trạng thái đó, trạng thái giới hạn 1 và trạng thái giới hạn 2. Thì Oracle đó, theo TCVN đó, thì ULS sẽ được hiểu là trạng thái giới hạn 1 và SLS là trạng thái giới hạn 2. Rồi xong bấm Generate. Rồi cái màn tổ hợp tải trọng xong rồi thì sẽ bấm vô Calculation. Calculation rồi bấm vô xong rồi tính toán. Rồi đó nó mà hiện ra không error đó là ok. Rồi giờ các bạn bấm đi coi thử ok chưa. Rồi, có ai bị lỗi không? Hay là xong luôn rồi? Các bạn chờ xíu đi uống nước nha. Ủa bạn dùng được hết chưa ta? Lót mà chỉ có siêu quay thì gì? Nghe được chắc cả là quay. Ăn uống xong chờ thầy Duy mà.
Tiếp tục nha. Có thể nào không hiện ra được cái này không? Rồi thì khi mà mình bấm calculation á mà nó ra được, nó ra cái bảng nó là ok rồi nha. Rồi. Rồi vậy giờ làm sao để mình đọc kết quả được? Ai nó không đúng không? Rồi thì khi xuất ra vậy rồi á thì mình sẽ có được là nói chung là coi như xong rồi à. Thì cái mình hướng dẫn thì lâu vậy thôi nhưng mà khi các bạn làm nó sẽ đi liền mạch như vậy, rất là nhanh rồi. Về cái phần hiển thị ở bên đây á thì mình sẽ bấm phải chuột này, chọn display này, rồi mình sẽ tắt bớt, mình sẽ tắt bớt mấy cái level đi, cái level model level view grid, tắt hết đi. Tại sao mình không thấy cái level ra? Rồi ok, nó nằm ở chỗ là structural access. Rồi mình tắt, thật ra mình nhìn cái level nó nhìn rối thôi nên mình tắt đi. Các bạn bấm phải chuột này, chọn view này, à, display, rồi bấm vô chữ cái chỗ favorite bên đây này và bỏ bỏ cái dấu tích mà structural access đi. Rồi ok, rồi ra cái đây rồi. Thì khi mình chạy xong đó, giờ làm sao để lấy kết quả à, mình sẽ lấy kết quả của cái sàn nha, mình sẽ lấy kết quả của cái sàn, mình sẽ lấy kết quả cái sàn bằng cách nè, result, mình vô result nè, chọn là map, map mình chọn dạng map nha, map nè, rồi chọn dạng map. Giờ mình sẽ lấy thử một cái, ví dụ như mình lấy thử cái độ võng displacement đi. Displacement thì mình sẽ lấy theo phương Z, bởi vì cái độ võng thì theo phương Z. Rồi bấm OK, bấm Apply này. Đó, mình sẽ thấy được độ võng. Rồi từ từ mình sẽ coi, nhưng mà cái đây á là ở cái tải á, cái tổ hợp tải trọng á, các bạn phải chỉnh nha. Cái sàn, độ võng của sàn á là SLS hay là ULS, thì SLS hay ULS tức là trạng thái giới hạn nào. Ví dụ như là võng thì chẳng, ví dụ như mình nói trạng thái giới hạn 2 là SLS đi, thì cái kia cũng sẽ là cái, hoặc
là U là S á, thì mình sẽ bấm như U là S hoặc S là S thì thôi, nó chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi. À, thì khác với những phần mềm khác thì ở cái thằng robot này các bạn có thể thấy được là cái độ võng của nó ở trên 3D luôn. À, thì mình nhìn thì mình biết chỗ này võng nhất rồi đúng không? À, và đúng thực tế như ngoài đời luôn thì cái chỗ vùng võng nó sẽ nằm ở giữa công trình, là có phải nó nằm ở những cái nhịp nào không? À, và cái vùng nguy hiểm nhất là cái vùng ở 1.8, âm 1.8, và lưu ý nha, đây là độ võng không có thép nha, độ võng không thép chứ không phải là độ võng có thép rồi. À, đây là độ võng không thép để người ta khảo sát cái độ võng khi không có thép là bao nhiêu. À, và có những chỗ đồ võng là bê tông là đủ chịu thoải rồi, không cần phải thêm thép nữa. À, đối với trường hợp mình muốn hiện số lên trên đây luôn á thì sao, thì mình sẽ bấm with description, bấm apply đó thì nó sẽ hiện số lên trên đây. À, nhưng mà mình tùy về sở thích mỗi người, cái này là tùy các bạn muốn lấy cái đó thì ấy ra. À, rồi tiếp theo là sẽ lấy cái gì để thiết kế thép, thì mình sẽ cần cái gì để thiết kế thép á, thì mình sẽ lấy ra biểu đồ mô măng. À, lấy cái biểu đồ mô măng, nhưng ở trong robot đó mình sẽ coi được mô măng ở trên dạng 3D. Rồi mô măng thì sao, thì bấm vô mô măng thôi, nó sẽ có hai phương là XX và YY, thì bấm apply này, rồi bấm apply thì các bạn có thể bấm description đó, nó sẽ hiện cái giá trị hiện ra. À, còn mình thì nhìn nó hơi rối. À, thì thường mấy cái bạn mình các bạn chỉnh qua trạng thái này ULS hay SLS này. Đó, chỉnh theo phương y y x x và phương y y này, đó nó sẽ ra hai phương khác nhau. À, cái mô giá trị mô măng á, ví dụ nè, theo cái phương mình nói nha, bây giờ mình chỉnh x x nè, các bạn thấy theo cái phương này đó là giá trị mô măng, thì cái phương này là nó tầm bao nhiêu đó, nó sẽ được hiện thời trong đây. Rồi with description này, đó thì các bạn có thể nhìn được là cái giá trị ở trong cái vùng này là bao nhiêu đó, nó có cái dải màu này. Rồi còn đối với cái dạng y á, à, thì mô măng ở phía bên cái phương này nó sẽ lớn hơn. Đó, mô măng nó sẽ lớn hơn. Đó, thấy chưa? Đó, cái vùng màu đỏ nè, vùng mô măng lớn nè. Đó, thì mình sẽ khảo sát được ở trên 3D. Ha. Rồi, vậy. Ê... Mình... Rồi, vậy. Giờ trong trường hợp nha, mình muốn biết giá trị mô măng tại một vị trí thôi. Giờ giờ muốn biết ngay, muốn coi được giá trị mô măng ngay ở giữa đây thì sao? À, thì mình có một cái chức năng khác, đó là cái gì, result nè, panel code, panel code nha, panel code, thì cái dạng panel code này mình sẽ qua bên mặt bằng. À, qua bên